Vlog Tay Xanh xin chào bà con và các bạn nha. Chúc bà con và các bạn thật nhiều sức khỏe. Và cũng lâu rồi em chưa có lên cái video đó cho bà con và các bạn tham khảo ha. Tại vì dịch Covid nhiều quá đó. Cho nên là hàng của em nói chung là khách hàng cũng đặt rồi nhưng mà mình đi lấy nó cũng hơi chậm một tí đó. Là do dịch này kia. Nhưng mà cũng đợt này cũng đợt chót luôn rồi. Đó, em cũng mới vừa sức xong thêm 3 đợt nữa liên tục nhưng mà cái đó do sức trễ quá cho nên là em không có quay ha. Và cái này là của một khách hàng cuối cùng đây. Đó, đợt này là em sức toàn bộ luôn ha. Này, khách hàng này của một anh ở anh Đòn ở Trảng Bàng nha anh. Đó. Là đáng lẽ là từng rồi á là anh đã lấy rồi. Nhưng mà do công việc này kia là anh cũng hẹn lại từng này đó và em cũng sẵn sàng để lại chăm sóc cho mình ha. Nói chung công việc mà. Đó. Bà con mình cũng nhiều khi bận này kia thì em cũng cố gắng nhanh nhất đó, cho bà con mình đó, cố gắng nhanh nhất mà cái cây mà tốt nhất đẹp nhất để cho bà con mình xuống giống cho kịp thôi ha. Cây của em rất là đảm bảo này kia, em mới xuất hàng nha bà con đó, bà con thấy không? Đây em lấy một cái bầu lên cho anh ha, cũng cho anh khách hàng anh Đòn ở Trảng Bàng xem luôn nha anh. Đây cái cây của mình này nha anh, đó thấy cái bụi của mình chưa, ok chưa? Đây cái này là cao khoảng trên 25-30 trên 30 cm luôn rồi nha anh. Này, đây một gang tay của em ha. Này anh xem không? Nó một gang tay em là nó cao hơn gang tay gần 2 gang tay em rồi ha. Đây, đó, nếu mà cao gần hơn 1 gang rưỡi. Là trên là khoảng 25, nói chung là cũng em đã bảo đảm cho bà con mình là trên 20-25 cm trở lên ha. Và cây mập khỏe đẹp, cây chuẩn F1 của Mỹ ha, Mang Tay Xanh chuẩn F1 của Mỹ. Này là em quay buổi chiều nha. Đó. Ngoài đợt này cũng là cái đợt cuối cùng trong cái đợt hàng này, nó em tổng cộng là em xuất đi hết 5 đợt rồi, nhà cho 5 khách hàng ha, 5 khách hàng lớn. Còn mấy khách hàng lẻ lẻ này kia thì em không có tính ha. Đó, 5 khách hàng lớn, anh đây là anh Đòn là người cuối cùng. Đó, cuối cùng em cũng xuất luôn trong cái đợt này luôn rồi cũng bà con nào có nhu cầu ha thì cứ liên hệ với em để được cung cấp giống Mang Tay Xanh chuẩn F1 của Mỹ nha bà con. Đó, em là thực tế quay cho bà con hàng ngày luôn ha. Đó, bà con thấy không? Đây rất là đẹp, rất là chuẩn ha. Cây okay, của em đây và cái vườn ngoài kia của em, cái vườn ngoài phía ngoài kia của em đó, cái vườn 4 hecta 5 hecta của em đó ha, 4 hecta mấy hecta của em. Ngoài kia cũng thu bối luôn rồi. Và tiếp tục một cái video tiếp theo em sẽ quay cho bà con mình tham khảo lúc mà em đi sẽ cho người đi thu luôn ha. Đi thu mang tay và chế biến mang tay trực tiếp luôn để cho bà con mình tham quan ha. Nếu bà con nào chưa biết, chưa biết về cây mang tay này. Đó. Đây ha, anh em quay cận cảnh là một lần nữa cho bà con ha. Video này cũng hơi ngắn đó. Nhưng mà em quay tranh thủ, em cũng nói chung là em muốn tranh thủ em quay. Em quay cho vị khách luôn rồi cho bà con mình tham quan luôn ha. Buổi chiều nha bà con. Đây là em quay buổi chiều cũng nắng nó cũng hơi ấy nhưng mà cái hình ảnh nó không có được nét lắm ha, bà con mình thông cảm nha. Đây, đó cái dần này chưa. Đó, máy này là em xuất hết toàn bộ cho anh nha, vị khách hàng cuối cùng nha. Và em cũng có lên một ít nữa nó bên đây và bên kia em cũng có lên một ít nữa là khoảng tầm 2000 m² á, 2000 m² bà con nào bây giờ đặt hàng cho bên em thì trong vòng khoảng 1 tháng rưỡi nữa sẽ có hàng ha. Và cái đặt hàng này ưu tiên luôn, ưu tiên là nhanh nhất luôn là 1 tháng rưỡi nó có hàng. Bà con nào đặt hàng liền bây giờ thì sẽ có ha, trong vòng tuần này thì xong 1 tháng rưỡi sau sẽ có hàng. Còn bình thường á bà con mình phải đặt hàng cho em 2 tháng đến 2 tháng rưỡi ha. Và bà con mình chốt cọc cho em là 30% nha. Rồi sau 2 tháng đến 2 tháng rưỡi thì em sẽ liên hệ bà con mình là sẽ đưa cây đưa xe lên đó, đưa xe lên thì em sẽ hỗ trợ vận chuyển lên ha, chứ em không có vận chuyển nha bà con. Em nói trước là em không có vận chuyển đó. Xe là bên mình ha, em chỉ bán tại vườn thôi nha bà con. Bà con nào cứ thu ship ha, thu ship ok được thì ấy các em cũng thông báo luôn là cũng rất là nhiều bà con mình ở xa, tại vì em là cũng cái địa chỉ của em là ở Củ Chi, ở Củ Chi thuộc Củ Chi và tỉnh thành phố huyện Củ Chi, tỉnh thành phố Hồ Chí Minh trong miền Nam lận, cũng rất là nhiều bà con mình ở ngoài xa như ở ngoài miền Bắc này kia nó cũng rất là muốn trồng luôn, thì em cũng xin lỗi với bà con mình thông cảm cho em đó, là em vận chuyển không có được, thứ nhất, thứ hai là do bên em là chỉ bán tại vườn thôi, thứ hai nữa là do dịch bệnh này kia đó. Đó, cho nên là em cũng không có thấy nào mà vận chuyển này kia cho bà con mình được, bà con mình có gì thì thông cảm cho em nha. Đó. Thì nếu mà có ủng hộ thì nhớ bấm like và đăng ký kênh của em. Nếu mà em có điều kiện này kia thì em sẽ cố gắng hết sức để mà
cung cấp cho mình ha. Rồi. Rồi đây thì bây giờ em cũng xin nhắc lại luôn cái số điện thoại để mà đặt hàng bên cây giống bên em măng tây xanh chuẩn F1 của Mỹ luôn ha. Là số điện thoại là trực tiếp cho em là 035 888 1513. Và đó là cái số Zalo của em luôn nha bà con. Đó, bà con nào có nhu cầu thì cứ alo trực tiếp cho em. Đó, alo trực tiếp cho em. Và nếu mà muốn trồng người kia thì muốn đặt cái giống thì đặt cọc cho em trước là 30% ha. Rồi sau 2 tháng đến 2 tháng rưỡi là mình sẽ có cây giống nha. Cái giống của em là đảm bảo cho bà con mình luôn, là trước khi ra là cây khỏe mạnh, nó chăm khỏe mạnh này kia, là có vaccine này kia đầy đủ cho cái cây của mình. Đó, còn ví dụ như bà con nào mà chưa từng trồng cái cây măng tây này, chưa biết về kỹ thuật nó rồi và làm đất làm đai rồi này kia, thì em sẽ tư vấn hỗ trợ, nó tư vấn hỗ trợ trực tiếp cho bà con mình từ cái lúc mà làm đất làm đai này kia, rồi cái cách trồng ha, thậm chí là cái phân bón này kia, bà con mình cứ alo cho em này, em sẽ tư vấn cho mình ha. Đó, nếu mà bà con nào mà chưa biết về cái cây măng tây này, nó chưa biết về kỹ thuật về cái cây măng tây này trồng chọn sao, thì cứ alo cho em sẽ, nói chung là em sẽ, tại vì em sẽ tư vấn cho đó. Nói chung là mình cũng không có, nói chung mình cũng không có, có là cái, nói chung là không có chuẩn hay là cái gì mà mình dám tuyên bố cái gì, nhưng mà cái đó là em đã từng trồng từng ấy rồi ha, cũng qua biết bao nhiêu năm nữa, em cũng nói chung là cũng có một phần kinh nghiệm nào đó rồi, nó là em cũng sẽ hỗ trợ được cho bà con mình, có cái gì thì em sẽ hỗ trợ hết mình cái đó ha. Đó, về mặt chính xác này kia thì em không thể nào mà như mà các cái kỹ sư chuyên gia này kia hay là ấy được, nên em thực tế nha, em trên thực tế thôi. Đó, em có kinh nghiệm gì thì em sẽ nhất định sẽ hỗ trợ hết mình cho bà con mình. Đó, từ cái khâu làm đất đai này kia, trồng trọt đó. Đây ngoài kia em tới trồng tới mấy hecta lận, và em theo cái cây này cũng nói chung là cũng không có lâu ha, nhưng cũng mới đây cũng theo và cũng 5-6 năm thôi đó. Nhưng mà em thì đam mê, nó nói chung là đam mê mà. Đó, đam mê thì em có cái đam mê bao nhiêu thì em tìm hiểu bao nhiêu thì em có cái kinh nghiệm bao nhiêu thì em sẽ chia sẻ cho bà con mình ha, chia sẻ hết mình cho bà con mình từ cái khâu mà trồng trọt này kia tới phân thuốc này kia ha. Thì nói chung là cũng không có đảm bảo được hết tất cả, nhưng mà cũng ít gì thì cũng khoảng trên 80% nha bà con. Bà con cứ yên tâm ha, em sẽ tư vấn trực tiếp cho bà con mình luôn ha. Thì cái nào thì em nói rồi, thì bà con mình cứ có gì thì cứ liên hệ cho em nha. Đó, liên hệ cho em để mà đặt cây giống này kia rồi. Thôi em cũng xin chào bà con. Đó, chúc bà con thật là nhiều sức khỏe nha. Đó là cũng mau trong cái thời buổi dịch này kia, mình cũng sức khỏe là chính mà ha. Đó, thật là nhiều sức khỏe và cũng mau qua cái dịch bệnh này để bà con mình tiếp tục vào công việc chính của mình ha. Dạ, em thân chào bà con ạ. Dạ.